Trưa ngày 13 tháng 7, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, gửi lời thăm hỏi và chia buồn tới các nạn nhân gia đình bị nạn trong vụ sạt lở đất tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Hà Giang tập trung lực lượng phương tiện khẩn trương quyết liệt tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Trưa ngày 12 tháng 7, một vụ sạt lở đất xảy ra tại quốc lộ 34 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 10.000 mét khối. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã khắc phục cơ bản giao thông, các phương tiện đi lại bình thường. Tuy nhiên, đêm 12 tháng 7 đến dạng sáng ngày 13 tháng 7, huyện Bắc Mê tiếp tục có mưa lớn. Vị trí trên tiếp tục sạt lở với khối lượng ước tính 2.000 mét khối. Khoảng 3 giờ 30 ngày 13 tháng 7, đất đá sạt lở đã vùi lấp một ô tô khách chạy tuyến Hà Giang Cao Bằng. Khi đó, một số người dân khác đi xe máy đã tham gia ứng cứu. Lúc này, đất tiếp tục sạt lở và vùi lấp mọi người với khối lượng hàng nghìn mét khối. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định ít nhất 8 người đã tử vong, 4 người còn sống đang được điều trị tại bệnh viện. Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng ngày 13 tháng 7 tại km 10-950, quốc lộ 34 thuộc địa phận Thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách 16 chỗ. Đất đá đã vùi lấp một xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29E-02489 chạy tuyến Hà Giang-Cao Bằng, khiến nhiều người bị vùi lấp. Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã khẩn trương tới hiện trường để cứu nạn cứu hộ. Hiện cơ quan chức năng tìm được 5 nạn nhân đã tử vong. LHC huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, MTH huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, còn 3 nạn nhân tử vong chưa xác định được danh tính. 4 người bị thương bao gồm Lò Mai Phương, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Mai Thị Duyến, Nà Lình, Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Giang Ai Trần, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, Vừ Mì Xính, Lùng Dưới, Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Số lượng người trong xe có 16 người cập nhật đến 11 giờ ngày 13 tháng 7 xác định có 7 nạn nhân tử vong. Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, Thảo Hồng Sơn đã yêu cầu các đơn vị chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu nạn vị lãnh đạo tỉnh ủy hà giang nhận định dưới tình hình thời tiết mưa diễn biến xấu như hiện tại nếu không đẩy nhanh tiến độ sẽ càng khó khăn trong công tác cứu hộ phó bí thư thường trực tỉnh ủy hà giang yêu cầu các lực lượng tăng thêm quân để làm nhiều ca nhiều kíp đẩy thật nhanh tiến độ sử dụng các máy móc khẩn trương giải tỏa các vật cản một mặt các lực lượng nhanh chóng triển khai các biện pháp để cứu hộ Trước đó, vào trưa ngày 12 tháng 7, trên tuyến đường quốc lộ 34, tại vị trí km 10 950, thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, xảy ra vụ sạt lở đất với khối lượng lớn chiều dài sạt lở khoảng 80 m khối lượng đất đá sạt lở ước tính 10.000 m khối. Đến 17 giờ 30 chiều ngày 12 tháng 7, hiện trường đã được khắc phục cơ bản, giao thông đi lại bình thường. Tuy nhiên, đến sáng sáng ngày 13 tháng 7, vị trí này tiếp tục xảy ra sạt lở, xảy ra tai nạn thương tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện gửi các bộ ngành và địa phương vùng núi phía Bắc sau sự cố sạt lở đất trên quốc lộ 34 khiến 8 người tử vong. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại Hà Giang và chủ động ứng phó với mưa lũ sạt lở. Người đứng đầu chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn tới thân nhân các gia đình có người bị nạn. Ông đồng thời yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố, chủ động ứng phó mưa lũ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra lãnh đạo tỉnh phải khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở xác định các trường hợp còn mất tích nếu có để tìm kiếm cứu nạn cũng như tổ chức cứu chữa người bị thương phối hợp lo hậu sự cho nạn nhân thiệt mạng theo yêu cầu của thủ tướng lãnh đạo chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh hà giang kiểm tra xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm các tỉnh khác cũng phải giả soát phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán người dân bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức đoàn công tác trực tiếp kiểm tra phối hợp với địa phương khắc phục sự cố sạt lở đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình chủ động triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tài theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, một sự cố sạt lở đất đã xảy ra trên quốc lộ 34 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang vào sáng ngày 13 tháng 7. Đất đá đổ xuống một xe khách 16 chỗ, vùi lấp nhiều người đứng xung quanh. Đến nay, sự cố sạt lở đã làm ít nhất 8 người chết, 4 người bị thương. Trường ngày 13 tháng 7, một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang cho biết nhiều lực lượng đang tích cực triển khai biện pháp cứu nạn cứu hộ các nạn nhân trong vụ sạt lở lấp xe khách xảy ra vào dạng sáng nay. Về thời điểm xảy ra vụ việc, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông thông tin vào khoảng 4 giờ ngày 13 tháng 7, xe khách 16 chỗ đang di chuyển hướng từ thành phố Hà Giang Bảo Lâm ở Cao Bằng thì bị đất đá sạt lở chèn vào. Diễn biến sau đó, nhiều hành khách và người dân đi đường tham gia hỗ trợ, đẩy xe ra khỏi chỗ sạt lở thì bất ngờ hàng nghìn mét khối đất đá ụp xuống, vui lấp nhiều người. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông chia sẻ đây là một tai nạn rất thương tâm, đau lòng do thiên tai gây ra. Theo báo cáo của tỉnh Hà Giang, tính đến 10 giờ sáng nay, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài 13 nạn nhân, trong đó có 9 người được xác định đã tử vong. Cũng theo báo cáo, vị trí xảy ra vụ việc tại km 10 cộng 900, quốc lộ 34, thuộc thôn Tạm Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Ô tô khách gặp nạn mang biển kiểm sát 29E-02489 thuộc Hợp tác xã Ngọc Hạnh, chạy tuyến Hà Giang-Bảo Lâm. Thông tin mới nhất từ hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang đã có thêm hai thi thể nạn nhân được tìm thấy. Tổng số nạn nhân được xác định tử vong trong vụ tai nạn sạt lở đất ở Hà Giang đã lên đến 9 người. Danh tính nạn nhân vừa được tìm thấy đang được xác định. Bên ngoài hiện trường, nhiều người thân của các nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hà Giang vẫn đang ngóng tin từ lực lượng chức năng. Trước đó, cơ quan chức năng xác định các nạn nhân tử vong gồm LHC, 6 tuổi, trú tại Lai Châu, MTH, sinh năm 1965, trú tại Cao Bằng, lái xe NCT, sinh năm 1966, trú tại Hà Giang, 5 người khác chưa xác định tên tuổi, địa chỉ. Nạn nhân bị thương đang cấp cứu bao gồm LMP, sinh năm 2016, trú tại Lai Châu, MTZ, sinh năm 1989, trú tại Cao Bằng, GAT, sinh năm 2005, trú tại Hà Giang. Như dân Việt đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng ngày 13 tháng 7, tại km 10-950, quốc lộ 34, thuộc địa phận Thôn Tà Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang, đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách 16 chỗ. Đất đá đã vùi lấp một xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29E02489 chạy tuyến Hà Giang-Cao Bằng, khiến nhiều người bị vùi lấp ngay khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng tỉnh hà giang đã khẩn trương tới hiện trường để cứu hộ cứu nạn trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh hà giang thảo hồng sơn đã yêu cầu các đơn vị chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu nạn hiện cơ quan chức năng tỉnh hà giang vẫn đang tích cực cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách ở hà giang Khoảng 4 giờ sáng ngày 13 tháng 7, tại km 10 950, quốc lộ 34, thuộc địa phận thôn Tà Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang, xảy ra vụ sạt lở đất đá vùi lấp một xe ô tô chở khách, biển kiểm sát 29E-02489, khiến nhiều người bị vùi lấp. Theo lời kể của một nhân chứng, thời điểm xảy ra sạt lở có một xe khách 16 chỗ và một xe 7 chỗ di chuyển qua khu vực chiếc xe nhỏ hơn đã lùi ra khỏi vị trí sạt lở nhưng chiếc còn lại không kịp thoát ra và bị mắc kẹt. Nhân chứng cho hay, nhóm người trên xe 7 chỗ đã xuống hỗ trợ, đẩy chiếc xe 16 chỗ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, một đợt sạt lở khác bất ngờ ập xuống, khiến họ không kịp trở tay và bị vùi lấp dưới lớp đất đá. Đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 7, lực lượng chức năng đã đưa được chiếc xe khách bị đất đá vùi lấp ra khỏi khu vực sạt lở cập nhật số liệu thiệt hại về người, đến thời điểm hiện tại đã có 9 người tử vong, trong số những người thiệt mạng có một em nhỏ 6 tuổi. Đáng chú ý, xe ô tô 16 chỗ trên đang chở đoàn người đi tổ chức lễ ăn hỏi ở Cao Bằng theo hướng Hà Giang đi Cao Bằng, khi đi tới km 11 quốc lộ 34 hướng Hà Giang đi Cao Bằng thì gặp nạn. Bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, chia sẻ với báo nhân dân rằng ngay từ 5 giờ sáng, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các lực lượng công an quân đội lực lượng tại chỗ để thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân với phương châm nhanh nhất. Công tác ứng cứu ở bệnh viện đang được thực hiện tích cực. Đối với nạn nhân đã tử vong, tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị hỗ trợ các gia đình nạn nhân lo mai táng. Hiện nay, khoảng hơn 100 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang cùng lực lượng công an vẫn đang tích cực tìm kiếm cứu nạn và hiện chưa rõ xác định số nạn nhân bị mất tích. Sáng ngày 13 tháng 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái. Cụ thể từ 3 giờ đến 5 giờ ngày 13 tháng 7, khu vực các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái và Lào Cai đã có mưa, mưa vừa và mưa to, như Xuân Minh 1 186 mm tại Hà Giang, Xuân Lập 64 mm tại Tuyên Quang. Mô hình độ ẩm đất cho thấy là một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc là đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Chi tiết được đính kèm trong phụ lục 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.